Thưa quý vị, toàn tỉnh Long An có 35 khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích gần 12.000 ha, trong đó hiện có 22 khu công nghiệp đã đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư. Trong 22 khu công nghiệp, có 16 khu đi vào hoạt động với diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là trên 2.400 ha, tỷ lệ lắp đầy đạt trên 90%. Phần diện tích đất công nghiệp đủ điều kiện cho thuê còn lại là 118 ha, một số khu công nghiệp còn diện tích đất công nghiệp nhiều có khả năng cho thuê như khu công nghiệp Xuyên Á, khu công nghiệp Tân Đức. Bên cạnh đó, 6 khu công nghiệp đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp là khu công nghiệp Long Hậu Ba, khu công nghiệp Đông Nam Á, khu công nghiệp Cầu Cảng, Phước Đông, khu công nghiệp Hữu Thạnh, khu công nghiệp Trần Anh, Tân Phú, khu công nghiệp Diệt Phát với diện tích hơn 500 hectare. Như vậy, trong 22 khu công nghiệp đã tiếp nhận đầu tư, còn khoảng 457 ha đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư của địa phương. Thời gian tới, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện thủ tục, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Từ đó, sớm đưa các dự án hạ tầng đi vào hoạt động, gia tăng quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh